Nếu các bác chưa biết thì thâm mắt cũng có tới 3 kiểu, có thể thâm do giãn mao mạch, do tăng sắc tố hoặc là do da vùng mắt mỏng. Tuy nhiên, sử dụng kem mắt sẽ hỗ trợ phần nào cải thiện các vấn đề này. Vậy nên hôm nay tôi sẽ review 3 dòng kem mắt hot nhất của nhà AAC. Bác nào mà thức khuya nhiều sau mắt gấu trúc ý thì nhớ xem hết video này nha. Tôi thấy mấy chị đẹp bên Hàn dùng kem mắt của AAC nhiều lắm, nên tôi đã tậu hẳn 3 chiếc kem mắt này để về review cho mọi người luôn. Nếu để so sánh về chất kem thì mọi người có thể thấy chất kem của hai em đầu tiên có vẻ mỏng nhẹ, thấm nhanh hơn em thứ ba. Mặc dù là kem mắt nhưng cả ba em này đều có thể dùng được cho cả khuôn mặt nha. Trước hết là về em kem mắt chống lão hóa siêu to khổng lồ này. Em này là em mình thích nhất luôn vì khả năng thẩm thấu siêu nhanh mà cấp ẩm thì cực kỳ tốt, tiếp đến với best seller của hãng. Với sự kết hợp giữa peptide và vitamin thì em này có công dụng chính là cấp ẩm và làm mờ nếp nhăn. Bác nào mà đang bị thâm mắt thì có thể tham khảo em thứ ba này nha. Vừa giúp làm sáng da lại còn giúp chống lão hóa nữa, đỉnh của chóp luôn. Em này mình thấy được nhiều các chị đẹp bên Hàn thích lắm nè. Khi bôi kem thì mọi người nhớ massage nhẹ nhàng để dưỡng chất có thể thẩm thấu vào da nha. Massage cũng là một cách để ngăn ngừa lão hóa cho mắt đó. Mặt nạ này của AAC cũng đỉnh lắm nên tôi đem khoe với các bác luôn. Sắp tới AAC có rất là nhiều chương trình hay ho ở trên Lazada. Ngoài các bộ quà tặng thì hãng còn chuẩn bị 5 voucher nổi bật cho bác nào hứng thú nha. Hết rồi đó, bye bye cả nhà.